Năm loại rau giúp bạn giảm cân nhanh nhất. Thứ nhất bông cải xanh. Trong bông cải xanh rất giàu chất xơ và vitamin tăng cường sức khỏe, ít có loại rau nào sánh kịp như vitamin A và vitamin C. Thứ hai là cải bó xôi hay rau bina. Đây là loại rau giúp đốt cháy chất béo hiệu quả và chứa một hàm lượng lớn khoáng chất tốt cho cơ thể. Thứ ba chính là bắp cải. Bắp cải chứa ít calo, không chứa chất béo, chất đạm nên không tích mỡ. Bắp cải rất nhiều chất xơ giúp bạn no lâu hơn. Thứ bốn là măng tây. Măng tây không những giàu chất xơ mà còn chứa hợp chất apazagine phá vỡ các tế bào mỡ bên trong cơ thể. Cuối cùng chính là rau cần tây 1 phần 3 thành phần của rau cần tây là chất xơ nên cần tây cực ít calo. Bạn có thể ăn cần tây kèm với các loại thức ăn khác hoặc làm nước ép cần tây sẽ giảm cân siêu hiệu quả. Follow kênh để cập nhật những video mới nhất về chủ đề giảm cân nhé!